Miệt thứ truyền tình, ấm áp nghĩa tình của bà con huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Được sự chia sẻ của bà con, miệt thứ 11 đã ghi nhận. Trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn huyện Vĩnh Thuận, chị Nguyễn Mai, ngụ tại thị trấn Vĩnh Thuận, đã cùng với các con, các cháu tổ chức thực hiện nhiều suất ăn tối ngay tại nhà để gửi đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận. Cụ thể, trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân, chị đã chia sẻ, hôm nay 28 tháng 7, hai mẹ con cùng với bốn đứa cháu nấu ăn từ thiện cho mấy anh trực chốt lúc mưa gió. Người ta ở ngoài vì mình thì mình ở trong nhà chung tay góp sức, cũng ít lòng nhiều, làm hơi mệt nhưng vui trong lòng. Và với nghĩa cử thiện nguyện từ tâm đó, bếp Lucky Huỳnh của chị đã có sự lan tỏa trong cộng đồng mạng. Nhiều tấm lòng hảo tâm là bạn bè trên trang Facebook cá nhân đã đồng hành với những khoản tiền phụ trợ với chị, chuẩn bị những suất ăn gửi đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận. Và miệt thứ 11 xin được chúc chị cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe. Xin được phép chia sẻ lại những hình ảnh tất bật chuẩn bị những suất ăn nghĩa tình của chị đến với đồng loại bà con. Bỏ thùng lại hả? Coi chừng vuột nó nghe, coi chừng đứt cọc đó.
sâu dễ ăn. Bữa nay lỡ ăn cháo rồi, mơi mốt khỏi làm cháo đâu. Tao thấy nhìn nó mỏng manh đó. Ăn màu đói. Cơm với hồi bún xào á. Chèo Vĩnh Thuận buồn cỡ đó đó. Sớm về sớm mà tao qua về tới 8 giờ.
viện ba mấy phần.